Lam Sơn 719 Tập thứ 7 Bắt đầu từ ngày 3 tháng 3 năm 1971, một tiểu đoàn của Sư đoàn 1 sẽ được đổ xuống cứ điểm Lolo, một trong những căn cứ hỏa lực quan trọng xa về hướng Tây gần Cherpon. Cuộc đổ bộ này đã phải chạm với một lực lượng phòng không vô cùng hùng hậu, làm tiêu hủy tại trận địa 7 chiếc UH-1 và hư hại trầm trọng nhiều chiếc khác nhưng bộ binh được thả xuống bãi đáp an toàn để tăng cường thêm hai ngày nữa sẽ có trực thăng vận vào thêm hai tiểu đoàn bộ binh cùng với pháo đội một trăm năm mươi lăm ly và tiếp liệu căn cứ hỏa lực lâu lâu này phải được củng cố để yểm trợ cho quân bản tiến chiếm Chepone ngày bốn tháng ba năm bảy mốt một tiểu đoàn bộ binh sẽ được trực thăng vận vào căn cứ hỏa lực phối hợp lees đi xa về hướng tây và rút gọn khoảng cách gần Chepone hơn Dĩ nhiên cuộc đổ quân này cũng đang đụng độ với một lực lượng khá mạnh của đối phương không khác gì ngày hôm trước. Ngày 5 tháng 3, thêm hai tiểu đoàn bộ binh được trực thăng vận vào phía tây của Leeds để thành lập cứ điểm Sophia và kế tiếp là cứ điểm Hope. Cứ điểm này đáng lẽ là đồi 32 do một lữ đoàn dù trấn đóng, nhưng vì trung quý phản chiến John F. Kerry đã tiết lộ phóng đầu hành quân cho phía Bắc Việt biết – nên bị vị tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Thiệu quyết định hủy bỏ. Việc làm sơ khởi này cũng đã làm cho tướng Hatch tức muốn ói mật, vì Tổng thống Thiệu dám sửa đổi đặc lệnh hành quân theo phóng đầu đã ấn định từ Pentagon. Dù rằng Hatch phải qua lại Nam Việt Nam và Campuchia ba lần để ban chỉ thị cho các vị tư lệnh Mỹ bóng sao, với sự tự tin là Tổng thống Thiệu sẽ tuân hành răm rắp, cũng như thành viên OSS, Võ Nguyên Giáp chịu đánh trận xa mà không đánh trận gần khe xanh. Nhưng sự thật Tổng thống Thiệu Ương Ngạnh đã đích sợ tướng Hatch, làm vô cùng ngạc nhiên đối với tướng tá của ngũ giác đài. Vịnh vào sự kiện này, báo chí Mỹ chê trách Tổng thống Johnson không hoàn thành nhiệm vụ Tổng tư lệnh quân đội của mình và khen Tổng thống Thiệu còn giữ được phẩm chất của người lãnh đạo một nước nhỏ. Đặc biệt, ngày 6 tháng 3, hai tiểu đoàn của sư đoàn 1 được trực thăng vận xuống vùng phụ cận Chepon, hay đúng hơn là gần trung tâm đầu não hậu cần của căn cứ 604. Đây mới chính là mục tiêu của cuộc hành quân Lam Sơn 719. Nhưng Tổng thống Thiệu ra lệnh, vừa chạm xuống để chụp hình và trút về ngay, coi như hoàn thành mục tiêu chiến thuật, có nghĩa là hủy bỏ hành quân lùng và diệt địch, cũng như phá hủy những cơ sở hậu cần của căn cứ 604 vào giai đoạn 3 của cuộc hành quân, hay nói trắng ra, Tổng thống Thiệu hủy bỏ giai đoạn 3 của cuộc hành quân là khai thác chiến trường mà tướng Hatch đã vạch ra ngày 18 tháng 1 năm 1971. Một đoàn trực thăng 276 chiếc che khắp bầu trời vùng khe xanh Chepon, chuyển tất cả quân còn lại tại khe xanh gồm biệt động quân vào cứ điểm hốt, phải bay ba lượt như vậy mới đủ gồm trên 800 chuyến, nhưng không bị trúng đạn dù chỉ độc nhất một viên đạn AK. Tại sao? Có phải nhờ B-52 đã vi phạm luật ROE dùng ểm trợ tiếp cận vì trong số cuộc hành quân trực thăng vận dài nhất và số phi cơ nhiều nhất trong lịch sử chiến tranh mà không bị một thiệt hại nào, duy chỉ có một chiếc UH-1 bị hư máy khi làm cẩn tiến trên bãi đáp hốt. Đại tá Cockerham khoác lát nói rằng, chúng tôi bay trong đường hầm trên không, như được che chở bằng bức tường sắt để tránh những phòng không bắn trực chỉ cũng như những đạn pháo cầu vòng bay qua từng chặn, thay đổi hướng bay theo như kế hoạch đã nghiên cứu tỉ mỉ trước đó. Xin mở ngoặc làm sao ai hiểu được phải có một vị tướng không quân phải chịu cảnh tế thần vì vi phạm ROE từ bốn sao lột xuống còn hai sao để làm vừa lòng phía Liên Xô vì bị trên 600 ổ phòng không làm thiệt hại buộc phải đổi chiến dịch oanh tạc của B-52 từ Rolling Thunder qua Lai Barker, tiêu diệt vô số kể quân Bắc Việt kể luôn nguyên một sư đoàn 2 sao vàng chưa kịp đụng trận đã bị xóa tên. Lúc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã rút ra khỏi lãnh thổ Lào, trái bom BNLU-82S và u 82 an được thả vào sáng ngày 6 tháng 4 năm 71 để đại đội hát báo vào cứu 7 đoàn viên UH-1H bị bắn rớt giữa trường già nguyên thủy cách xa đoàn viên mỹ hơn một cây số an toàn và đang ngồi dưới hầm kiên cố của sư đoàn hai sao vàng bắc việt đào sẵn tiếng sấm rền trung rinh sóng sánh trên nóc mùng báo hiệu cho tôi biết người anh em phía bên kia đang bị tàn sát một cách dã man oan uổng nằm yên trên ghế bố quân đội tại bộ chỉ huy tiền phương dù tôi buộc phải nghe tiếng bom nổ từng hồi như thấy suốt đêm làm sao tôi chọc mắt được dưới tăng liều mờ ảo của ngọn đèn vàng 60 w không đủ sáng đang uất ức vì là chứng nhân sự giả mang cuồng sát của lai bá cờ arclay standby trên bầu trời suốt đêm nay đúng là đêm 5 tháng 3 năm tháng ba năm bảy mốt trạng ngày sáu tháng ba nhiều đợt B-52 tuần tự với hỏa lực gấp đôi từ Utah Pau trải thảm trên các điểm pháo cầu vòng của Cộng sản Bắc Việt. Các hãng B-52 cất cánh tại Guam, tiếng sấm rền ngắn hơn 20 giây. Thường vào đêm, sư đoàn hai sao vàng, họ hay ra khỏi hầm nằm ngoài trời để lấy dưỡng khí. Sư đoàn này chưa bao giờ nghe tiếng động trận với quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà phải chịu chết oan. Sáng ngày 6 tháng 3 năm 71, quả bom đã rơi xuống tọa độ tay của Lendin John Sophia vào bờ nam con sông Sepon vài cây số về nam Tây Nam, hậu cần 604, Chúng ta thấy trái bom không có dùng fuse dài chạm kích nổ nên có lỗ hỏa diệm sơn trên chóp đồi. Dĩ nhiên bom này không làm bãi đáp trực thăng. Đây là đồi trọc chứng minh bom blu 82 anl đã cùng sát xóa sổ hoàn toàn quân số Bắc Việt. Sư đoàn 2 sao vàng đang nằm sau dưới hầm cùng các công sự phòng thủ thuộc căn cứ hậu cần 604 đang chờ phục kích quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ vào bẫy nhưng việc đó không xảy ra nhờ tổng thống thiệu cho trúc về biên giới cương quyết không thi hành mục tiêu chiến lược của mỹ khai thác chiến trường tìm và diệt địch bất ngờ hành quân lui binh tóm lại trung tâm hành quân chiến cuộc của tướng hatch pentagon cho phép quân đội mỹ và việt nam cộng hòa tấn công khắp mọi nơi quân bắc việt có mặt nhưng chỉ để vui chơi trong thao dược, huấn luyện quân sự cho có tiếng vang chính trị chứ không phải để hủy diệt hoàn toàn như kim chỉ nam của CIA. Everything worked out, nothing worked enough. Tổng thống thiệu với cái giá phải trả cho sự ương ngạnh chống đối Pentagon. Với quân lực này, Tổng thống Thiệu cũng như các tướng tá chúng ta đều đồng có một quan niệm là bảo vệ tối đa sinh mạng cho anh em binh sĩ và tiết kiệm tối đa xương máu của chiến binh mình. Để chứng minh điều này, có bao giờ chúng ta nghe quân lực Việt Nam Cộng Hòa dùng chiến thuật biển người để chống cộng không? Dùng thuốc kích thích hoặc là xiền chân vào tai lái của chiến xa không? Trong khi Cộng sản như một tôn giáo cuồng tính, tử vì đảng, cái đỉnh cao trí tuệ của siêu chính phủ sau hậu trường Mỹ có chịu thua sự ngang ngược của Tổng thống Thiệu khi làm bể kế hoạch chiến lược trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 này. Qua sự cho hai tiểu đoàn của sư đoàn một bộ binh nhảy xuống Chepon đái một bãi rồi về. Có nghĩa là đích thi hành giai đoạn 3 khai thác chiến trận để dạy một bài học thâm hiểm và đồng thời cũng là phải giữ tình hình thật yên tĩnh để Mỹ tiếp tục rút quân. Nên Richard Helm người hậu vệ của trận đấu pennsylvania phải hoạch định một phương án trả ngũ quân lực việt nam cộng hòa bằng cách sẽ đẻ ra một chiếc quỷ cho một cuộc chạy tán loạn của quân dân miền nam và cộng sản sẽ trả thù thật đau lòng cho quân dân miền nam một nước nhược tiểu cũng ngày hôm nay tướng abram gặp tướng viên để ôn lại tình hình địch abram nói đây mới đúng là lúc chúng ta đem lại một sự thắng lợi trong cuộc chiến quyết định này mọi diễn tiến đều xảy ra tốt đẹp và có lợi cho ta. Chúng ta phải tiến quân, kể cả trên trục đường 914. Tôi muốn được sử dụng thêm sư đoàn hai bộ binh hiện đang trấn đóng tại Chu Lai vào cuộc chiến này. Đại tướng nghĩ sao? Sau một vài giây suy tư, tướng viên đáp. À, về mặt quân sự, chính trị và tâm lý, tôi nghĩ là Tổng thống Thiệu có thể chấp nhận, vì chúng ta không còn lực lượng nào hơn. Tôi nghĩ phải thêm vài tháng dài chiến đấu cam go, để tôi trình lại với Tổng thống Thiệu coi xem sao. Ngay vào lúc này tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 24 có báo cáo cho tướng Abram Hay là tướng Lãm cho biết theo lệnh của Tổng thống Thiệu, một vài đơn vị nhỏ quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ đặt chân lên Chepun, như vậy coi như hoàn thành mục tiêu chiến thuật và chuẩn bị rút quân về. Trên phương diện chiến thuật, bây giờ nên soạn thảo cuộc hành quân lui binh. Nhưng phía Mỹ thì cho rằng cuộc hành quân mới qua giai đoạn 3, khai thác chiến thắng và tiêu hủy kho tàng đạn dược vì không còn cơ hội nào bằng lúc này, phải tiêu hủy 100% căn cứ hậu cần 604 này. Đây là một sự xung đột trầm trọng và gây cấn giữa Tổng thống Thiệu và Pentagon. Thay vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải chiến đấu đến cuối tháng 4 năm 71, theo đúng như kế hoạch của Hội đồng An ninh đã họp và đi đến quyết định ngày 18 tháng 1 năm 1971, mà sự thật kho tàng 604 chỉ còn một số ít chiến cụ vừa đủ cho sư đoàn 2 sao vàng phục kích chờ đợi để cầm cự. Còn phần lớn quân cụ đạn dược đã được bãi đậu xe Molotova khả dụng số 1 di chuyển xa vào năm trước đó. Thế nên B-52 chỉ được lệnh trải thảm trên bãi 2 với trên 100 chiếc nằm ổ chờ sửa chữa mà thôi. Trong lúc các cánh quân khác dùng cả đường bộ lẫn trực thăng đẩy lui quân, những chiến xa và xe cộ của lữ đoàn một thiết kỵ chỉ có một đường duy nhất để trở về Việt Nam, đó là đường số 9. Dĩ nhiên tướng Giáp cứ in trí trong đầu qua Phạm Xuân Ẩn, quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ tấn kích vào mục tiêu 604, giáp cứ tưởng thân phận Việt Nam Cộng Hòa cũng giống y chang là công cụ gián tiếp như Hà Nội, nên không điều quân kịp một lực lượng hùng hậu để làm nút chốt chặn đánh quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi bất thần trút lui. Sau một thời gian, tướng giáp mới phát hiện việc từ bỏ mục tiêu 604 của Tổng thống Thiệu, nên họ bôn tẩu về lại đường chính để chờ phục kích. Cuộc lui quân của lữ đoàn 2 thiết kỷ khá nhanh vì nhiều lý do được mô tả là không được suôn sẻ như ý muốn. Theo lời đại tá Bartrell, cũng phù hợp với sự theo dõi của tôi từ trên đầu quân bản trên Gunship và CNC, hoạt động của cánh quân nỗ lực chính này kém hiệu quả vì đại tá luật nhận được nhiều chỉ thị khác nhau, đôi khi còn trái ngược từ sư đoàn dù cũng như từ bộ tư lệnh hành quân tại Hàm Nghi. Đại tá Ba viết trong phúc trình hậu hành quân như sau. Sự đụng độ quyết liệt giữa tướng Hatch, bốn sao và tổng thống thiệu ba sao vào ngày tướng bốn sao giả định Hatch qua quân đoàn 24. Lúc thì có lệnh phải tiến sâu hơn về phía Chepone khi thì lại bảo hãy cố thủ tại A Lưới. Sự việc này lặp lại những công điện gà mờ với chủ đích từ tướng Hatch, Pentagon hồi năm qua ở chiến trường Campuchia năm 70 có khi nhận được lệnh phải bung ra khỏi A lưới càng xa càng tốt, trong khi lệnh khác lại không cho phép vượt qua tọa độ XYZ nào đó. Kết quả là hoang mang, ngộ nhận, vì mọi nguyên tắc hành quân cũng như thống nhất quyền chỉ huy đều bị vi phạm theo ý đồ cố buông lỏng của Pentagon. Các động thái này y chang hồi McNamara, làm bộ trưởng quốc phòng Mỹ, không muốn quân Việt Mỹ thống nhất hành động mà phải e dè trì trệ trong khi điều động hành quân. Ngoài ra còn có tin đồn rằng sau khi thấy quân Việt Nam Cộng Hòa bị vào cái bảy trận địa pháo thiệt hại khá nặng, chính Tổng thống Thiệu đã ra lệnh thâu hẹp vùng hành quân chỉ vào sâu trong Hạ Lào tới Bản Đông và A Lưới, thay vì Chepon xa hơn chừng 20 cây số về hướng Tây và băng sông Chepon xuống lẻ 604. Trên đường rút quân, vì sự hụt hạt do Mỹ vi phạm điều lệ trò chơi chiến tranh, tướng Giáp phải trả giá quá nặng bằng sự tàn sát của B-52, trong đó đáng kể là xóa sổ nguyên một sư đoàn 2 sao vàng đang cố thủ chờ phục kích quân Việt Nam Cộng Hòa dưới các công sự phòng thủ rất kiên cố. Đó là lý do chúng ta không nghe sư đoàn 2 sao vàng đụng trận mà lại bị khơi khơi tiêu diệt. Còn phía Hà Nội ngậm câm như hến, vì thật ra Hà Nội chỉ là tay sai gián tiếp của Mỹ qua mafia Lê Đức Thọ mà thôi. Mỹ đem con bỏ chợ. Hậu quả sự ương ảnh của Tổng thống Thiệu, tướng Hát ra lệnh quân Mỹ trút dần về Đông Hà, quản Trị. Lữ đoàn 51 tác chiến, bây giờ bị dồn trách nhiệm về cho cuộc rút lui này. Bởi lẽ không quân yểm trợ cho dù mà dù đang tổng thiết bảo vệ cho thiết giáp theo đúng đặc lệnh hành quân lui binh. Hiện tại dưới đây là tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 dù đang cùng thiết giáp rút về biên giới Lào Việt. Theo sự hướng dẫn của Tam Trùng, Phạm Xuân Ẩn, tướng giáp điều binh, chia binh đoàn 70B thành 18 trung đoàn cơ động, chưa kể hai trung đoàn biệt lập 27 và 278, vây quanh phục kích cứ điểm hậu cần 604 trong vị thế xa luân chiến. Trọng điểm xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu bên tả ngạn dòng sông Sibian-Hian nhưng bất thình lình tổng thống thiệu ra lệnh hành quân lui binh về lại biên giới làm đảo lộn thấy trận đầu trên cnc tôi cùng tham mưu tiền phương dù liên lạc với lữ đoàn một đặt nhiệm qua trung tá dung thuyết phục chuẩn bị cuộc rút lui càng nhanh càng bớt sự đụng độ với các chốt chặn cấp trung đoàn sẽ gây thiệt hại không kể xiết cho quân bạn tuy nhiên theo sự suy đoán của tham mô hỗn hợp chúng tôi trên không nhìn xuống khi tướng giáp phát hiện quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút lui rất thành lình, giáp sẽ bôn tẩu điều quân làm nút chặn trên đường chính vào giai đoạn cuối gần biên giới Lào Việt. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải quyết tử với các trung đoàn thuộc hai sư đoàn ba lẻ tám và ba hai bốn b, cùng chiến xa và thiết xa sẽ chuyển quân bôn tập từ đường chín mươi hai b, đường một ba hai b nhập cùng một số chiến xa cuối đường 924 đã vừa áp đảo căn cứ hỏa lực Hồng Hà làm hai mũi tấn kích Bắc Nam trên tuyến đường chính gần biên giới. Ngày 20 tháng 3, không yểm Hoa Kỳ tích cực cùng với trực thăng yểm trợ tối đa cho quân bạn cả ngàn phi vụ, trong đó phải kể 11 phi xuất B-52 Arclay và 27 phi xuất không hải quân chiến thuật từ đại thất hạm đội thả gần 1.000 tấn bom yểm trợ vào khoảng trưa, tiểu đoàn 3 trên 2, sư đoàn 1 được trực thăng vận bốc khỏi căn cứ phía tây Sofia về lại Khe Sanh trên 40 hồi, thì có 28 bị trúng đạn. Vì thế cho nên cuộc bốc quân kế tiếp cho tiểu đoàn 4 trên 2 bị hủy bỏ khi đang chuẩn bị đáp, thì chiếc đầu tiên bị nổ tung trên không khi gần chạm đất. Buổi chiều chạm vạn buông xuống, quân Bắc Việt không dám bắn lên phi cơ sợ bị lộ, thừa thấy 24 khẩu pháo của Mỹ ở Khe Xanh bắn tiền oanh kích bãi đáp, phụ họa cùng pháo binh căn cứ hỏa lực Alpha trong lúc trực thăng vào bóc tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 7 dù về lại Khe Xanh. Chương trình dự trù chọn ngày mai 21 tháng 3 sẽ bóc tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 2 sư đoàn 1 cùng với ban tham mưu trung đoàn 2 và pháo đội cùng tiểu đoàn 1 và 3 sư đoàn 1 bộ binh từ căn cứ hỏa lực Delta 1. Tuy nhiên họ phải tìm một landing zone nào tương đối an toàn để cho trực thăng bốc về theo lệnh tướng Phú, buộc vị trung đoàn trưởng trung đoàn 2 trách nhiệm chọn bãi đáp. Đồng thời, trong khi đó lữ đoàn 1 đặc nhiệm được tăng cường tổng thiết bởi tiểu đoàn 7 và 8 dù, phải di chuyển từ vùng trách nhiệm trên giới Alpha bằng cách di chuyển suốt đêm dưới sự yểm trợ của pháo đội Alpha và Bravo trên trục đường chính. Đến nửa đêm thì bị quân Bắc Việt thuộc một thành phần của trung đoàn 36 sư đoàn 308, nhưng lại bị tiểu đoàn 8 dù, oanh liệt phản kích, gây thiệt hại nhờ thiết đoàn 11, bắn xuyên hông buộc chúng chém về vô rừng sâu. Trong khi trên không, AC-130B yểm trợ vô cùng ngoạn mục và chính xác tại căn cứ hỏa lực Delta, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến cùng ngày toán đặt công bắt Việt đào hầm xâm nhập để phá hầm đạn nhỏ dự trữ của lữ đoàn dành cho suốt cuộc hành quân, gây ra nhiều khó khăn phòng thủ của thủy quân lục chiến. Ngày 21 tháng 3, trong đêm tối xuất hiện một trung đoàn Bắc Việt chốt chặn ở phía tây nơi tiểu đoàn 2 và 4 thuộc trung đoàn 2 sư đoàn 1 chỉ cách hai cây số ở hướng đông căn cứ hỏa lực Sofia. Trung đoàn 36 Bắc Việt này quyết tâm tiêu diệt hai tiểu đoàn 2 và 4 của Trung đoàn 2 Sư đoàn 1, nhưng bị AC-130B tàn sát bằng Đại Bác đủ loại bắn bằng hồng ngoại tuyến, phối hợp cùng hai tiểu đoàn bạn chống trả quyết liệt. Kết quả vào buổi sáng đếm được 245 xác chết, tịch thu được 52B40, 7 súng đại liên, 7 súng cối từ 60-82 tới 120 ly, 8 súng phun lửa, 9 12 ly 7 và 65 AK47. Phía sư đoàn 1 37 chết, 58 bị thương và 15 mất tích. Chiến thắng này làm bãi đáp được bảo đảm an toàn, nên tất cả đại bộ phận của sư đoàn 1 được trực thăng bốc về khe xanh an toàn trước khi mặt trời lặn. Đồng thời tại căn cứ hỏa lực Alpha, bộ chỉ huy của lữ đoàn 1 dù Tiểu đoàn 5 và pháo đội dù được bốc về phía Nam, bỏ lại căn cứ Alpha và Delta 1 như hình thức cuốn chiếu tại 5 cây số gần biên giới Lào Việt. Coi như tình hình sư đoàn 1 và sư đoàn dù được an bài giải quyết, trên khu vực thủy quân lục chiến đảm nhiệm thì chưa thấy sáng sủa vì sự áp lực nặng nề của hai trung đoàn Bắc Việt. Trung đoàn 803 và trung đoàn 29 thuộc sư đoàn 324B và 70B đang quyết tâm tiêu diệt căn cứ hỏa lực Delta, chúng phát khởi tấn công vào tờ mờ sáng ngày 21 tháng 3 bằng đại bác cầu vòng và đủ loại cỡ súng cối kể cả súng sơn pháo, súng gỡ ra từ chiến xa 14 ly 5 trực xạ vào quân bản vô cùng hiệu quả. Lúc này phải kể 42 khẩu pháo của Mỹ nhất là Long Tom 175 ly từ khe xanh yểm trợ từng tràng chùm đạn đạo bao phủ trên đầu hai trung đoàn Bắc Việt. Cùng lúc 13 phi xuất hải quân chiến thuật thêm vào Arleigh B-52 Standby được điều động đến quyết bảo vệ thủy quân lục chiến. Dù được ểm trợ hiệu quả như thế, thủy quân lục chiến phải hy sinh 85 chết, 238 bị thương. Sau đó lữ đoàn 147 và tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến không còn đạn dược để chiến đấu. 7 chiếc huy của Mỹ và 4 huy của lữ đoàn 51 tắt chiến cố gắng chui vào lửa đạn để tiếp tế đạn nhỏ nước uống, đồng thời tản thương. Nhưng cuối cuộc hành quân hiểm trợ ngắn ngủi cho lửa đoàn 147, Hoa Kỳ đã bị bắn rớt 7 hôi, còn không quân Việt Nam có 2 hôi trúng đạn lết về tới Kha Xanh an toàn. Điều rất lạ, phía Bắc Việt tìm cách phá hoại sự liên lạc vô tuyến giữa quân bạn, luôn luôn bị đứt khoảng không nghe qua âm thanh xen vào phá vỡ, vài tần số không liên lạc được chứng tỏ phía Liên Xô đang phát triển và thí nghiệm về khoa học vô tuyến, dùng chiến trường để xác định khả năng ứng dụng. Nhiều lúc họ chen vào phá bỉnh bằng những giọng nhà quê, câu chữ thầy tục tiểu quấy rối không cho quân bạn liên lạc, buộc phía bên ta chửi lại om sòm trong vô tuyến. Trong khi đó thì phía Bắc Việt lại quyết tâm tấn kích tiêu diệt để phục hận, vì bị phi pháo tàn sát chết không biết bao nhiêu mà kể để trả đũa các vô tuyến viên của ta cũng phá vào tầng số khi chúng toàn tấn kích vào thủy quân lục chiến thật là lạ lùng vô tuyến viên thủy quân lục chiến nghe được tiếng nữ ra lệnh tấn kích vào quân ta tuy nhiên bên phía ta không có ám số mật lệnh truyền tin mà thường chỉ che giấu các địa điểm và danh hiệu đơn vị vấn đề này phải khen binh bắc việt có kỹ cương cơ mật trong vấn đề vô tuyến như thí dụ phía Việt Nam Cộng Hòa dám chửi Tổng thống mà phía Bắc Việt không dám xúc phạm đến ông Hồ. Để trả đũa Hoa Kỳ vi phạm luật trò chơi chiến tranh dùng B-52 tàn sát quân Bắc Việt bằng đổ chiến dịch dội bom từ Rolling Thunder qua Lai Barker, có nghĩa là chỉ dội bom theo chiến dịch tiếng sấm rền, nghe vui tai chứ không được tàn sát. Hậu quả, sáng hôm sau, Ngày 21 tháng 3, căn cứ nhiên liệu Vandegrift bị đặc công bắt việc đột nhập phá hủy 10.000 gallon GP4 để trả đũa. Dọc theo đường chính gần căn cứ hỏa lực Bravo, thiết đoàn 11 và tiểu đoàn 8 dù bị một lực lượng quân đoàn 70B quyết tự chiến, gây nên sự thiệt hại cho quân bạn gần 100 chết, phá hủy 4 chiến xa M41 và 13 M113, Chiến trận này làm hư hại một số lớn xe cộ gây trở ngại trong việc lui quân về Khe Xanh. Trong suốt ngày này, không quân chiến thuật và chiến lược phải ra sức đạt mức yểm trợ cao hơn dự trù cho cuộc rút lui của các đại bộ phận, tiêu diệt một số lớn phòng không 37 ly, 18 chiến xa T-54 và PT-76 toàn nuốt chững quân bạn đang trút lui. Suốt đêm 21 tháng 3, Lữ đoàn 1 đặc nhiệm có tiểu đoàn 1 và 8 dù tổng thiết di chuyển về biên giới hướng đông xuyên qua rừng già trùi, xuống dốc toàn qua con sông cạn Sepol. Dưới sự yểm trợ của trực thăng võ trang phi đoàn 213, đoàn xa hơn 100 chiếc dông rủi trên đường chính không bị một sự kháng cự đáng kể nào. Dưới sự bắn trót kết dò giảm trước 100 thước vào những điểm khả nghi bị phục kích như bụi tre gai, các bụi rậm, các nơi có vết đất đỏ còn tươi để đào hầm phục kích, dọc theo cạnh sườn đồi trọc từ trên bắn xuống. Bằng cặp mắt kinh nghiệm chiến trường của các xã thủ, phần nhiều từ bộ binh sang không quân, đoàn quân xa thận trọng tiếp tục di chuyển chậm lại rồi mau dần theo sự hướng dẫn của gân ship 213 cùng với Trung tá Ngọc chiến đoàn dù, cho đến trưa hôm sau sẽ đến bờ sông. Khi đến một cây số đông nam bờ sông, đoàn xe dừng lại mở rộng vòng đai phòng thủ. Toán tham mưu tiền phương dù bay trên CNC tìm phương cách và địa điểm thuận lợi để vượt sông Seipon. Ai biết được sự xuất hiện bất thần của đại tá James Vought từ Pentagon là cứu tinh cho cuộc hành quân lôi binh vượt qua nhiều khó khăn không thể vượt qua được. Nhưng khi vào lên tướng và chuẩn tướng Phạm Văn Phú từ tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh lên tư lệnh quân đoàn 2 thì khốn nạn thay. Tướng Phú hỏi ý kiến về cuộc rút lui trên quốc lộ 7 thì tướng Vought giữ im lặng tuyệt đối không cho một ý kiến nào, dù chỉ có đôi bạn Việt Mỹ ở trong văn phòng. Hậu quả ra sao thì chúng ta đều biết. toán tham mô tiền phương dù tìm ra được địa điểm cạn của sông Sepon băng qua sông cách phía nam đường chính một cây số tướng đóng cùng đại tá vong cho lệnh vượt sông càng sớm càng tốt thế là sư đoàn một một không vận chuẩn bị cho trực thăng ch 54 mươi sky Green, móc ngay bulldozer d 2 và thiết bị đào sới cho đoàn xe băng qua sông một cây số phía nam trong mùa xuân con sông tuy cạn hơn nhưng nước chảy rất nhanh xiết còn bờ sông thì dựng đứng sâu hoắt có nơi cao tới mười thước thẳng đứng Thế nên tìm một nơi để vượt qua vô cùng khó khăn và mất quá nhiều thì giờ. Trong khi đó tiểu đoàn chính dù vừa vượt xong để giữ an ninh bên bờ sông phía đông bên kia. Đến xế trưa, hai chiếc bulldozer D2 và trang cụ nặng được trực thăng Skycrane CH-54 móc thả xuống bờ sông phía tây bên này và tra tay xúc tiến ngay. Cuối cùng đoàn quân xa vượt sông trong đêm tối. Sáng sớm hôm sau, quan sát cơ Bronco OV-10 phát hiện 20 PT-76 và T-54 thuộc trung đoàn 202 chiến xa đang từ hướng Tây đường chính, khoảng 8 cây số đuổi theo sau lưng. OV-10 đang gọi không hải quân chiến thuật đến can thiệp. Chiếc T-54 dẫn đầu đã bị trúng bom pass đầu tiên nổ và phát hỏa. Phòng không 37 ly của Bắc Việt trên sườn đồi bắn trả quyết liệt đã bắn rơi một Super Sabre F-100 viên phi công nhảy dù và được cứu thoát thêm hai phi tuần được điều động tới phá hủy thêm vài chiến xa đi giữa. Liền sau đó 42 khẩu trọng pháo dòng dập hủy diệt đoàn chiến xa này bị loại ra khỏi vòng chiến. Nhưng tôi không biết tại sao Đại tá Luật lại bỏ đường chính để băng rừng, trong khi chỉ còn lại có 5 cây số ngắn ngủi từ đây cho tới biên giới Lào Việt. Đại tá Luật không thể nào giảng giải được một cách hợp lý trong những giảng đường đại học quân sự về lý thuyết hợp đồng binh chủng trong việc phối hợp hành quân liên quân mà tôi đã có hứa với tướng đóng tại căn cứ Fuller trước khi khai diễn cuộc hành quân là cố gắng ểm trợ hỏa lực cùng chết sống với dù đại tá luật bị ám ảnh vì công từ của tù binh bắc việt và nghi ngờ trên dọc đường chính phải chịu một thảm kịch bị các trung đoàn bắc việt chốt trận phục kích và trải qua một bãi mìn kéo dài trên năm cây số đến biên giới vì binh pháp nhà trường dạy rằng cấm ngạc chiến xa tiếng thối trên độc đạo là tử lộ. Sáng ngày 23 tháng 3 tại hậu cứ Khe Xanh, vẫn đang truy quét đặc công Bắc Việt đã đột nhập trong đêm. Một bộ phận lữ đoàn 1 đặc nhiệm đang vượt qua sông Sipon, mong mau, mau mau xác nhập với lữ đoàn 1 cơ giới thuộc sư đoàn 5 Hoa Kỳ đoàn xe kéo nhau lê thê về để lại 98 chiếc trong đó gồm 22 chiến xa M41 và 54 thiết vận xa M113. Không ảnh chụp được cho thấy lữ đoàn 1 đặc nhiệm để lại rải rác trên đường trúc lui gồm 21 chiến xa, 26 M113, 13 du bô giờ, 2 ủi đất, 15 xe nhà ngủ đêm và nên OV-10 điều động các phi tuần chiến thuật đến phá hủy vì không muốn quân Bắc Việt sử dụng. Trong đó, quân Bắc Việt trả đổ bằng bốn đợt pháo kích bằng hỏa tiễn 122 ly suốt đêm qua đã gây thiệt hại đáng kể về phía Hoa Kỳ. Trong khi nơi khác gần biên giới căn cứ hỏa lực Delta, cuộc thả dù tiếp tế bằng C-130 bị lạc vào tay địch với đạn dược loại nhỏ rất cần cho lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến vì đại bộ gần quân đoàn 70B Khoảng ba ngàn quân Bắc Việt thuộc Trung đoàn 29 và 803 đang quyết tử xung quanh vòng đai phòng thủ của Thủy quân Lục Chiến. Đến sấy trưa, chúng quyết tử tấn công tiếp cận để tránh B-52. Lần này, như mảnh hổ, chúng phóng lửa vào Thủy quân Lục Chiến bằng 10 thiết xa phun lửa. Lữ đoàn 147 chống trả quyết liệt, tiêu diệt ngay hai chiếc đầu tiên toan vượt vòng đai chiếc thứ ba nổ tung bởi mìn chống chiến xa của quân bạn gài sẵn và chiếc thứ tư bị F-100 phá hủy bằng bom Snark Eye. Sáu chiếc còn lại điên cuồng xung phong vào bộ chỉ huy. Dĩ nhiên bộ chỉ huy lữ đoàn phải thoát ra ngoài để chống cự với sắt thép. Liền tức thì đội hình phòng thủ của thủy quân lục chiến phải dàn ra. Tiểu đoàn 2 và 4 phải bắn yểm trợ cho tiểu đoàn 7 mở đường máu đâm thủng quân địch để vượt thoát xa, lính mục tiêu bị đâm thủng và trên đường tiến sát về hướng căn cứ hỏa lực Hotel do lữ đoàn 258 trấn giữ, viên chỉ huy Bắc Việt cũng khá tinh ranh, đã cho một đơn vị thiện chiến thuộc Trung đoàn 29 nút chặn đường trút lui của lữ đoàn 147 về căn cứ hỏa lực Hotel. Quả nhiên, T-54 và bộ binh thuộc Trung đoàn 29 đã đào công sự sẵn sàng quyết tử với thủy quân lục chiến, vào sáng sớm hôm sau, cuộc đụng trận đẫm máu xảy ra. Dù rằng các vị tiểu đoàn trưởng 147 thủy quân lục chiến đều bị thương, nhưng cuối cùng vẫn sáng suốt đưa con em về đến lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến, căn cứ hỏa lực hô teo. Rất cảm động về tình đồng đội, họ dìu nhau cho đến điểm an toàn hô với số bị thương khá nhiều. Gần 230 thương binh được khẩn cấp tải thương về khe xanh, trực thăng Mỹ đã hoàn tất bốc hết lữ đoàn 147 về Hàm Nghi, gồm tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 4. Số bị thất lạc sơ khởi là 134, nhưng lần lượt các anh em về lại với đơn vị, chỉ còn lại chính thức là 37 mất tích. Trận đánh tại căn cứ hỏa lực Delta đã tiêu diệt được trên 2.000 quân Bắc Việt, coi như hai trung đoàn 803 và 29 bị loại khỏi vòng chiến.